Triển lãm quốc tế thiết bị và công nghệ quảng cáo Việt Nam và triển lãm quốc tế ngành in ấn và bao bì Việt Nam sẽ trưng bày các giải pháp công nghệ máy móc, khoa học kỹ thuật mới trên thế giới với quy mô hơn 200 gian hàng của các doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 4, tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE Hà Nội, diễn ra Triển lãm Quốc tế Thiết bị và Công nghệ Quảng cáo Việt Nam và Triển lãm Quốc tế Ngành in ấn và bao bì Việt Nam do Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam phối hợp cùng Công ty Cổ phần Quảng cáo và Xúc tiến Thương mại Đông Nam tổ chức. Với quy mô 220 gian hàng của các doanh nghiệp trong nước và quốc tế, Triển lãm Việt Art 2023 Hà Nội và Triển lãm Quốc tế Ngành in ấn bao bì Việt Nam 2023 Hà Nội trưng bày thiết bị, công nghệ quảng cáo và in ấn lớn nhất tại Việt Nam, gồm máy móc ngành quảng cáo, máy in quảng cáo, máy cắt, máy giác bột, máy điêu khắc, công nghệ LED, màn hình LED, LED chiếu sáng, các thiết bị, vật liệu, quà tặng quảng cáo, các loại mực in, đề can, dịch vụ marketing, gia công chữ nổi. Trong khi đó, với Triển lãm Quốc tế Ngành in ấn và bao bì Việt Nam 2023 Hà Nội, khách tham quan có cơ hội tiếp cận và tìm hiểu các loại máy móc, thiết bị ngành in ấn bao bì như máy in phun, máy in UV, máy in chuyển nhiệt, các máy móc thiết bị ngành in nhãn mác và các vật tư thiết bị ngành in như sản phẩm bao bì nhựa, giấy mỹ thuật, giấy in, mực in. Tôi có trưng bày hội chợ liên quan tới tất cả những cái ngành trong bao bì ngành in thì làm sao để quảng bá cái thương hiệu. Ngoài cái thương hiệu ra thì làm sao để mà được kết nối cùng giao lưu với những cái khách hàng toàn bộ đều hoàn toàn trong ngành. Định hướng của công ty là đem đến những sản phẩm mới, quảng cáo thương hiệu đến tất cả mọi người. Triển lãm Việt Art 2023 Hà Nội và Triển lãm Quốc tế Ngành in ấn và bao bì Việt Nam 2023 Hà Nội dự kiến sẽ chào đón trên 5.000 lượt khách tham quan chuyên ngành.